Việt Nam thành công á, thì có lẽ là chúng ta nghĩ rằng thừa, tất cả đều là thừa, bởi vì đã sự thể và thực thể nó đã chứng minh rồi. Ngay từ lúc mà ông Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải mà tới cái California 2016 mà bà Janet Nguyễn và nhóm ông Phan Kỳ Nhơn phải mướn 4 xe buýt chở khoảng 200 người lên trên đó biểu tình. Sacramento. Đứng ở trước Sacramento thì trong lúc đó người ta ký cái thỏa hiệp với nhau ở trong trường David, trường đại học David. Cái trường đại học David là cái trường mà sản xuất rất nhiều những nhân vật ngoại giao của miền Đông, miền Tây Hoa Kỳ. Ở miền Đông á, nếu mà quý vị muốn đi cao hơn thì quý vị vào đại học Harvard, đấy, Princeton chẳng hạn. Nhưng mà ở bên miền Tây á, là trường David là cái trường nổi tiếng. Thì người ta đã ký xong thỏa hiệp trong, các ông bà này đứng ngoài này, ông bà Janet Nguyễn đi vào trong đó, ỷ mình là thượng nghị sĩ mà, đã đi vào trong đó đi ra bảo không có gì trong đó hết. Thế là tuyên bố giải tán đi về. Thế nhưng mà thật sự trong lúc đó người ta đi về với cái Nam Cali này mới biết là mình bị lừa. Thế là quá chửi đồng lên là Mỹ với Việt Cộng nó sợ mình nó phải qua bên David. Người ta đã sợ thì người ta ký để làm cái gì? Cái đó cái chuyện này. Chuyện này. Cái thì là... bọn này thì cả ngày nó phải bán hàng giả thôi, nó không có... Nó sợ mình nhưng phải chạy qua bên kia. Nó cái vấn đề quan trọng là vấn đề người ta ký ở đâu không cần biết, người ta có ký hay không. Cũng giống như là bây giờ đó, tuần vừa rồi trước khi Tết, trước Tết hôm thứ sáu ngày hình như 22 cái gì đó, thành phố Garden Grove đã có một cái buổi tiệc ăn mừng là mấy cái khách sạn ở trên đường Harbor bắt đầu khởi sự năm 2018. Thì chúng tôi vẫn thắc mắc tại sao bà Thanh Hiền mà không nói gì. Nếu mà không ai cho bà lên thì KBC Hải Ngoại sẵn sàng cho mời bà Thanh Hiền lên ngồi với bác Nguyễn Mạnh Cường. Tại bác Nguyễn Mạnh Cường khen bà Thanh Hiền đẹp lắm, đẹp lão lắm. Lên, tại vì tôi nghĩ rằng là nếu mà người ta bịt miệng bà thì bà lên cái này thì bà cứ việc nói một cách thành thật. Đấy, tại vì có dư luận ngoài nói rằng là ông Phan Kỳ Nhơn ông đấm mõm rồi, thì không biết ông đấm mõm nào thì tôi không biết, đấm mõm là cái gì tôi cũng chẳng hiểu nữa. Đấy, nhưng mà nói rằng đấm mõm rồi thành bà im lặng. Đấy, thì cái chuyện mà đây đó thì muốn bàn về chuyện Việt Nam nhiều quá rồi, mình bàn về chuyện Mỹ đi. Các bác nghĩ sao về vấn đề một thành phố Westminster nó xảy ra cái vụ ông thị trưởng Tạ Đức Chí với ông phó thị trưởng Diệp Minh Trường? Có nhiều người gọi đây là cuộc cách mạng cờ vàng. Tức là phất cờ tham nhũng. Tại vì tờ báo Orange County, ở đây cũng xin xác nhận với quý vị, tờ báo cả Voice of Orange County được dịch ra tiếng Việt Nam, chúng tôi dịch là tiếng nói của quận Cam, chỉ là một cái tờ báo mạng, họ không có làm báo giấy, họ không in giống như là OC Weekly hay là cái gì, nhưng họ làm cái báo mạng. Nhưng cái báo mạng của họ được rất nhiều người đọc, con số đọc rất là cao. Và cái người mà cái cô mà viết, cô thi võ đó, tôi gặp cô cứ mỗi lần họp và hội đồng thành phố đều có hết. Thì cô Thi Võ là người viết cái bài này. Và cái lý do cái vụ này nó xảy ra đó, mặc dù giữa ông Kevin Baker, tức là ông cựu cảnh sát trưởng. Ông Kevin Baker là một cái người làm việc ở trong thành phố Westminster rất lâu. Và ông cũng là một trong những người bạn với chúng tôi. Đấy. Thì khi mà ông lên á, ông làm một thời gian rất ngắn thì ông bị áp lực. Thì cái vấn đề nặng nhất của ông là cái vấn đề ông Kevin Baker và bà Maggie Ryan. Đấy. Và từ năm 2014, ông đã bắt đầu khiếu nại sau khi ông bị áp lực. Tại vì bà Maggie Ryan nói rằng, tôi có đủ phiếu để truất thuế không? Thưa quý khán giả, đây á, cái cảnh sát trưởng của thành phố là do các ông nghị viên mướn. Đấy. Thành ra cái người mà bỏ tiền năm có quyền mướn đó, là cái người họ cứ nghĩ rằng họ có quyền đuổi. Thì lúc đó đó, ông Diệp Minh Trường là một phiếu, Andy Quách là một phiếu, đúng rồi, và bà Marjorie
rồi ông Tạ Đức Chính, ban tổ chức bà đẩy ông Kevin Baker đi. Đấy. Thì khi mà bà vận động thì chắc chắn đi, nhưng mà đó vì lý do gì đó thành phố không giải quyết, hay là có một cái giải quyết mà chúng tôi cho tới giờ phút này vẫn chưa được ai trong thành phố, kể cả luật sư ra xác nhận, đã nhận được 500.000 tiền chưa? Ông Diệp Minh Trường lên Đài Liên Sài Gòn TV, ơi chúng tôi đâu có giảm 500.000, chúng tôi trả 100.000. Ông Tạ Đức Chí cũng lại có 100.000 thôi, nhưng mà 100.000 nó không phải của thành phố, 500.000 nó của công ty SIPA, tức là cái công ty bảo hiểm cho các cơ quan hành chính trong trường hợp có bị kiện, thì họ sẽ bồi thường một cái số tiền tùy theo. Nhưng bảo luật sư thành phố bảo có 500.000. Thành ra cứ chống đánh chui kèm thổi ngược, và tại vì các ông giải thích không có khớp, thành ra càng tạo cho cái sự nghi ngờ của mọi người, chắc chắn là phải có một cái chuyện gì. Nhưng mà bây giờ vấn đề xảy ra ở đây là tờ báo Orange, tờ báo Voice of Orange County, họ yêu cầu thành phố cung cấp cái lá thư của ông Kevin Baker, lá thư 14 trang. Thì cái lá thư năm 2014 của ông Kevin Baker không có tên ông Diệp Minh Trường và ông Tạ Đức Chí. Lá thư mới đây nhất mà thành phố đưa ra đó thì có tên ông Diệp Minh Trường, Tạ Đức Chí, ông Sergio Contreras. Andy Quách là có từ tuần trước, có lần trước rồi. Nhưng mà trở lại cái vấn đề này, lý do tại vì Andy Quách là sao? Là Andy Quách và ông Tạ Đức Chí, hai người bảo kê cho hai cái bar, cái snack bar, một cái là của Blue, tức là của ông ca sĩ Phi Khanh, bà chị của Quốc Thái, còn một cái đó thì là Q Lounge của ông Andy Quách. Thì những cái mà cái lấn cấn ở đây đó chúng tôi đang phân tích mà chưa xong, nhưng mà trong tháng riêng này chúng tôi sẽ viết một lá thư lên trên hội đồng thành phố, cái chuyện đó chúng tôi sẽ nói sau. Bây giờ chỉ hỏi ý kiến các bác nữa, thì nói tóm lược lại là có một cái sự kiện đã xảy ra như vậy, thì các bác nghĩ thế nào về cái vấn đề này, tốt hay xấu? Tờ báo Người Việt chắc bác Cường với bác Phương đọc rồi, họ đã cũng đã phỏng vấn một số như là ông Nguyễn Thế Ngọc để cái một số cư dân, thì cũng có, nó cũng lấy rất công tâm lắm, họ lấy hai cái ý kiến bênh và hai ý kiến chống đấy, họ viết rất công tâm. Và ông Diệp Nguyên Trường là một nhân viên không lãnh lương của tờ báo Người Việt và là nhân viên của VFace, tức là Thúy Nga Paris. Thì cái VietFace á, nó nằm ở trong thành phố Westminster. Ông ấy lên trên VietFace để ông có hai cái là tôi tin chắc rằng ông không lãnh lương, nhưng mà ông lãnh tiền. Tiền không phải tiền lương nha, tiền nó có thể là nhiều thứ. Đấy. Thì bây giờ đó, để làm gì? Để đánh bóng tên tuổi mình, để cho mọi người biết à, cái ông này, để mai mốt đi bầu, nhìn thấy cái mặt ông này bầu ông ấy. Cái thứ hai, khi mà một cơ sở thương mại nằm ở trong cái đơn vị của mình mà mình lên mình làm việc như vậy thì nó có bị conflict interest không, tức là bị nghĩa là va chạm quyền lợi không đó. Thì đó là những cái mà sơ sơ thôi để cho các quý vị cho hai bác có cái nhận định. Còn riêng tôi đó thì có một cái bài viết riêng và rất là dài, tôi sẽ nói chuyện với lại các ông nghị viên này sau. Mời bác Cường. Đúng như là anh Hùng nói rằng thì là cái tờ báo Người Việt nó cũng đã phỏng vấn một số những các cái người tai mắt và nó cũng rất là chuyên nghiệp và cân bằng, một cái thái độ hết sức là cân bằng. Thế nhưng mà nhìn xa hơn thì mình mới nhìn thấy rằng thì là đây nó cũng chỉ là một cái bây giờ một cái tin tức nó nóng bỏng như vậy thì khai thác đấy, nhưng mà khai thác này thì nó mang tính cách đánh chống lảng, phải không ạ? Đánh chống lảng tức là làm cho
đỡ phải xoáy vào cái vấn đề này. Bây giờ hãng hãng tản ra bên ngoài hãng để xem dư luận nó thế nào hãng. À, thì là để xem có người nào cứu nguy mình không, có người nào à. Thế đúng thì rồi. Là à, thế thì cái nguyên mình mới nhìn thấy rằng thì là những cái khám phá của anh à, anh Hùng nói rằng thì là ông Diệp đó là không những là nhân viên ở trong báo Người Việt có thể là vậy rồi không lãnh lương rồi thì là Việt Face của Thúy Nga Paris vân vân. Thế nhưng mà nhìn chung lại, thưa tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng cái dân chủ của nước Mỹ ngay tới cái thành phố thủ đô tị nạn này này mà cái chỗ nó nhỏ nhất thôi, mấy anh nghị viên quèn này thôi mà một cái thành phố này nó cũng thối nát lắm. Thành ra thưa những quý vị ở trong nước mà đòi tự do dân chủ thì nó nhà quê lắm quý vị ơi, không ạ? À, nó tội nghiệp, không ạ? Và thành ra nó không còn hữu hiệu nữa. Đã có lần tôi đã nói rằng cái vấn đề tam quyền phân lập, cái vấn đề bầu một lá phiếu trong cái thế kỷ 16, 17, con vua thì lại làm vua đó, thì người ta tưởng rằng cái tam quyền phân lập, cái lá phiếu của mình gửi cho một dân biểu, một nghị viên, thì cái nghị viên đó sẽ phản ảnh cái ý kiến của mình, coi như là mình đã bỏ phiếu gián tiếp, mình điều khiển cái chính trường. Mà có ngờ đâu rằng khi mà anh bầu họ, họ lên trên kia rồi đó, thì họ quên anh và họ nghĩ tới quyền lợi của họ thôi, không ạ? Thành ra những cái lá phiếu của anh đó, những lá phiếu đó thì trong một cái năm 73 mới biết ấy, thì tôi có nói rằng mấy cái lá phiếu này nó giống như là cái khăn mũi xoa tạm biệt, không ạ? Cái mùi cái khăn chia ly thôi à, ôi cảm ơn cảm ơn chiếc hôn tử biệt à, nhé. Thôi cảm ơn đồng bào đã bỏ phiếu cho tôi, còn bây giờ Moa lo chuyện mệt của rồi. Moa còn bây giờ mới con đường danh vọng của ta tôi chứ làm sao mà mệt. Bây giờ con đường danh vọng của tôi mới phản bội anh em chứ, nếu mà mệt thật thì nói chuyện làm gì. Thế bác nghĩ sao hai tờ báo cũng là tờ báo lớn ở đây là tờ Viễn Đông và tờ Việt Báo hoàn toàn im, không nhắc gì tới cái vụ đó hết thế đây thế này à. Tờ báo, hai tờ kia nó không nói là vì rằng nó cũng biết tất cả những cái chuyện ruồi vu. Và cái tờ Người Việt chả nhẽ mình là một tờ báo dẫn đầu ở đây mà mình lại không lên tiếng. Đấy. Thì mình lên tiếng rồi thì mình sẽ tìm cách binh để trách đánh chống lảng. Cũng giống như là khi mà Người Việt cử hai ký giả về APEC đó, nguyễn rồi thì bên cạnh đó thì họ cũng lại phải lấy những cái bài bình luận khác để cho nó trung dung, để cho nó trung dung, bởi vì rằng thì là những cái tờ báo lớn hay là những người mà đi một cái bước này bước kia đó thì bị bên này bên kia nó chửi, chửi nát nước, và mình mới thấy rằng thì là nó tội nghiệp cho cái dân mình, tội nghiệp cho cái báo chí ở đây. Mỗi một chính phủ, người chính phủ nó là đại diện cái người dân nước đó, nó xứng đáng với chính phủ đó. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thời cụ Diệm, Việt Nam Cộng Hòa thời Nguyễn Văn Thiệu, Việt Nam Cộng Hòa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thời ông Hồ Chí Minh hay sau này đó, thì nó cũng phản ảnh đúng cái mà cái chế độ nó cai trị cái người dân của nó mà thôi. Thành ra mình đừng trách những người đó, đừng trách những người lãnh đạo, mà mình phải tự trách mình rằng bởi vì trong cái đó có mình. Cái đất nước mà đời xưa mà người ta cứ nói rằng thì là quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, những thằng mà
những thằng mà nghĩa là gọi là những quý vị mà trưởng thượng, thằng quý vị lại cứ ném cái gánh nặng cho thằng thất phu, đúng không ạ? Và mày chịu trách nhiệm ấy. Đây này, quý vị trưởng thượng này với quý vị mới là người trốn trách nhiệm. Quý vị là vừa bán nước xong quý vị lại giao cho tôi, quý vị Việt Nam xong quý vị lại giao cho tôi. Thế tôi thấy là cái vụ này đó, khi mà hai tờ báo mà Viễn Đông và Việt Báo không dám đăng, có nghĩa rằng á, là cái chính nghĩa của cái cộng đồng này nó bị phá sản rồi. Đấy, anh bị, tại vì anh đăng á, thì đăng như thế nào? Đấy, mà cái anh Đỗ Dũng nhá, anh là cái người khai thác cái tờ báo đó, chắc chắn là Đỗ Dũng là chỉ là một người tổng thư ký. Trên Đỗ Dũng là phải có chủ bút, là ông Ngô Nhân Dục, là phải có ông ông Ngô Nhân Dục là chủ nhiệm. Thế rồi đó, khi mà hai ông nghị viên kia tới báo Người Việt để đòi cải chính, tôi có một cái video nha. Hai ông á, nhất là ông Diệp Miên Trường á, cứ nhìn vào Đỗ Dũng gườm gườm như cái kiểu mà nó ăn tươi nuốt sống. Tao là cái nhân viên của mày mà tại sao lại mày đưa tao lên như vậy? Thề phanh tay uống máu con thù. thề phanh tay đó, uống máu con thù. Rồi đó, nhưng mà nó xa hơn nữa đó, là cái mà gọi là tẩy chay báo chí ở hải ngoại này đã bị sụp đổ trước cái chương trình Little Sài Gòn TV của Đoàn Trọng. Đoàn Trọng đi về APEC, Đoàn Trọng đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng và làm cái phóng sự và nói rất là đàng hoàng. Về bên này không ai đánh Đoàn Trọng, không có một người nào dám nói gì Đoàn Trọng hết, kể cả Ngô Kỷ luôn. Rồi cái chưa hết, Đoàn Trọng mời hai ông nó lên trên đài nói chuyện. Đấy. Tôi thích nhất cái buổi mà Đoàn Trọng nó truy hai ông đó. Hai ông rồi rốt của ông Diệp Minh Trường, Đoàn Trọng cứ nói mà hai bên cứ nói không bên nào nghe. Rất là bối rối. Nghĩa là khán giả không nghe được người, người nào. Có lúc nói, thì hai người. Tôi khoái nhất là ông Đoàn Trọng, ông truy ông là Diệp Minh Trường. Diệp Minh Trường, ông truy tới tận nơi mà hai ông kia không trả lời đúng vào câu hỏi. Điều đó chứng tỏ rằng cái sự bối rối của ông thị trưởng. Còn ông thị trưởng thì thôi, nghĩa là mặt này âu sầu, nghĩa là mà trong nó sượng sùng lắm. Bác ca nhân tiện đây nói, mình nói cái này để cho nó vui, cái cho nó đỡ bớt căng thẳng á. Người ta nói rằng á, đàn bà á, nói không tức là có, nhưng mà nhà chính trị á, nói có tức là không. Không có gì cả. Đấy. Thì các ông khi ra tranh cử đó thì hứa lắm, kể cả Mỹ luôn, lúc đắc cử xong cái là quên mình, giống như bác Cường mới nói. Còn đàn bà đó, nó như thế này, khi mà mình cho anh hôn em một cái không, không bao giờ họ nói anh hôn em đi, không bao giờ họ nói cái không không, đừng anh, nhưng mà đừng là đừng vào, đừng là đừng tới đi, mình không mình rút, à không mình lùi ra một bước, lấy đà chạy tới một phát ôm, chầm cái là hôn luôn, okay. Đấy. Tôi kể một câu chuyện này, hai anh chị